Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023. Tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại quận Thốt Nốt đến hết tháng 6 là hơn 474 tỷ đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao năm 2023. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 407 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách được duy trì tốt, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,2%. Tại huyện Vĩnh Thạnh, tính đến cuối quý 2, tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt hơn 479 tỷ đồng, tăng 7 tỷ 100 triệu đồng so với quý 1. Có 13.044 hộ vay vốn, hoàn thành đạt 41,3% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ năm 2023.